Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 11 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi tuổi Tuất tháng 11 năm 2021 âm lịch chi tiết về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tháng 11 này là một tháng thiên về bình ổn đối với người tuổi Tuất. Bạn muốn gặt hái thành công hay đơn giản là dậm chân tại chỗ hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của bạn. Nếu chăm chỉ cố gắng, không ngại vất vả thì ắt sẽ được trả công xứng đáng. Ngược lại, nếu bạn dễ thỏa hiệp, dễ thỏa mãn thì có thể bị người khác vượt qua. Nguyệt lệnh Lâm Suy cho thấy tâm lý của bạn không thực sự vững vàng trong khoảng thời gian này. Tinh thần xuống dốc khiến bạn trở thành một người dễ đầu hàng khó khăn, thậm chí ngại đấu tranh cho lợi ích của mình dù thường xuyên lo lắng nhưng bạn không có hành động thực chất nào để giải quyết những vấn đề đang tồn tại trước mắt cả. Tài lộc cũng có dấu hiệu bấp bênh, thiếu vững chắc. Bạn thường hay thay đổi quyết định nên khó có thể nắm bắt được cơ hội. Thậm chí, bạn còn nghĩ đến việc từ bỏ những công việc đã cố gắng trong khoảng thời gian trước đó, khiến công lao đổ sông đổ bể. Theo tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi tuất âm lịch, dịch mã khuyên bạn cần nhiệt tình, năng động hơn trong công việc nếu muốn kiếm đồng ra đồng vào chuyện tình cảm cũng không mấy yên ổn. Bạn thường xuyên bất an, lo lắng, buồn phiền nhưng lại không muốn tâm sự với nửa kia của mình, khiến mối quan hệ giữa đôi bên trở nên nặng nề, xa cách. Với những người độc thân, bạn không muốn chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc với người khác và luôn cố tình dựng lên một bức tường với người ngoài, khiến không ai có thể bước vào trái tim bạn. Tử vi tuổi tất tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp sự nghiệp của người tuổi tất khó mà có bước tiến khả quan trong tháng 11 âm lịch này. Dưới tác động của nguyện lệnh lâm suy, bạn trở thành người dễ an phận thủ thường, ngại phấn đấu, không muốn phải vất vả, mất công mất sức. Mỗi khi gặp phải bất đồng ý kiến, bạn thường có ý muốn thỏa hiệp chứ không muốn đứng lên bảo vệ quan điểm của mình. Vì thường xuyên xuôi theo ý kiến của người khác nên bạn thường không được lãnh đạo đánh giá cao một vài người thường xuyên lo lắng bất an về tương lai trước mắt nhưng lại không có hành động thực tế để vươn lên khẳng định bản thân mình bạn dành nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ hơn là bắt tay vào làm việc nếu cứ tiếp tục giữ tình trạng này công việc của bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ bạn cũng khó có thể tiến bộ được người trẻ tuổi cần trao đổi học hỏi kinh nghiệm của những người giàu kinh nghiệm hơn mình nếu cảm thấy bối rối trước những sự lựa chọn bạn cũng có thể nhờ người khác phân tích định hướng rồi dần dần xác định được hướng đi cho mình trên thực tế thì tháng này bạn không phải không có cơ hội để vươn lên. Dịch mã cho thấy nếu như bạn luôn nhắc nhở mình cố gắng, sẵn sàng tham gia vào các buổi học tập thảo luận, sẵn sàng đi những chuyến công tác xa thì bạn sẽ học được những điều đáng quý. Tử vi tuổi Tất tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện tài lộc. Xem tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi Tất âm lịch vận trình tài lộc của con giáp này chủ yếu vẫn dậm chân tại chỗ bạn không có ý chí phấn đấu cũng như không thích cạnh tranh nên thường nhường cơ hội kiếm tiền vào tay người khác nguyệt lệnh lâm suy cho thấy nếu bạn vẫn giữ tình trạng này bạn sẽ thua cuộc trước nhiều đối thủ cạnh tranh khiến tiền bạc tổn thất sự lo lắng thiếu tự tin thiếu định hướng khiến bạn thường trần trừ do dự khi đứng trước các cơ hội bạn cần tin tưởng hơn vào khả năng của chính mình chỉ khi bắt tay vào làm bạn mới biết khả năng của mình đến đâu nếu từ bỏ quá sớm bạn vừa không kiếm được tiền lại vừa bỏ lỡ thời điểm phát hiện năng lực tiềm ẩn của mình thực tế thì bản mệnh cũng không phải chịu tác động quá lớn của hung tinh nên dù tiền bạc không đổ vào túi ồ ạt thì cũng không đến nỗi bị kẻ xấu lừa gạt gây tổn hao quá lớn nếu chăm chỉ quyết tâm hơn trong công việc dịch mã cho thấy bạn vẫn có cơ hội kiếm được đồng ra đồng vào không phải lo lắng chuyện chi tiêu người làm công ăn lương nếu muốn kiếm thêm thu nhập nâng cao chất lượng cuộc sống thì có thể bắt tay vào làm thêm bạn cần sắp xếp thời gian hợp lý để vẫn đảm bảo công việc chính mà vẫn có sức để làm các công việc tay trái. Tử vi tuổi tất tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Chuyện tình cảm của người tuổi tất khá ảm đạm khi lứa đôi có dấu hiệu xa cách người độc thân thì không mặn mà với chuyện yêu đương. Dưới tác động của nguyện lệnh lâm suy, bạn thường xuyên lo lắng, phiền muộn vì các vấn đề trong cuộc sống nhưng lại không muốn chia sẻ với bất cứ ai vì vậy mối quan hệ giữa bạn và nửa kia dần dần nảy sinh khoảng cách thậm chí hành động của bạn còn khiến đối phương hiểu lầm đẩy đôi bên vào nhiều mâu thuẫn dạn nứt nếu tin tưởng nửa kia của mình bạn cần chủ động mở lòng và tâm sự với người ấy nhiều hơn dù người ấy không thể có những hành động thực tế để giúp đỡ bạn đi nữa thì cũng có thể khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi tinh thần nhẹ nhõm bạn cũng sẽ có những cái nhìn lạc quan hơn về mọi việc với những người vẫn còn độc thân bạn không muốn giữ những mối quan hệ quá thân mật với người khác bản mệnh cho rằng mình vẫn có thể sống tốt mà không cần đến sự quan tâm của bất cứ ai do đó bạn thường chọn cách làm ngơ với những tin nhắn quan tâm của người khác dù không muốn nghĩ tới chuyện yêu đương đi chăng nữa bạn cũng không nên có thái độ quá cực đoan khi được ai đó giới thiệu mai mối hãy cư xử một cách lịch sự để không làm mất lòng người có ý định tốt với mình Tử vi tuổi Tất tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện sức khỏe. Theo tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi Tất âm lịch, bản mệnh không mắc phải bệnh nặng trong tháng này, nhưng do tinh thần thường xuyên bất an, lo lắng nên bạn dễ cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không muốn làm bất cứ việc gì. Bạn cần tìm cách thích hợp để giải tỏa những áp lực trong lòng mình. Hãy tâm sự với người khác hoặc ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành nhiều hơn, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, dần dần tìm ra cách thích hợp để giải quyết khó khăn. Một số người mắc phải bệnh vặt như cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi trong khoảng thời gian này cần chú ý hơn đến chuyện ăn mặc, sinh hoạt khi thời tiết thay đổi. Đừng để những căn bệnh vặt vãnh ấy cản bước chân bạn, khiến bạn không còn muốn tập trung vào nhiệm vụ chính của mình. Cẩm Nang Vượng vận cho từng tuổi Tuất trong tháng 11 âm lịch năm 2021 tuổi mậu tất thuộc mệnh mộc nam la hầu nữ kế đô khẩu quyết tinh thần uể oải không có tinh thần phấn đấu trong công việc quý nhân dần mão tiểu nhân tị thìn màu sắc may mắn nâu xanh tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nam kế đô nữ thái dương khẩu quyết tài chính rậm chân không muốn tranh đấu với người khác quý nhân thân ngọ tiểu nhân sửu thìn màu sắc may mắn nâu đỏ tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết, thường xuyên lo lắng, không tin tưởng vào bản thân mình. Quý nhân, hợi, tỵ Tiểu nhân, dậu, dần. Màu sắc may mắn, trắng, xám. Tuổi giáp tất thuộc mệnh hòa, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, càng chăm chỉ cố gắng thì càng thu được những thành quả triển vọng. Quý nhân, dậu, mùi. Tiểu nhân, thìn, sửu. Màu sắc may mắn, trắng, đỏ tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, hãy trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Quý nhân, ngọ, mão. Tiểu nhân, tị, mùi. Màu sắc may mắn, vàng, đen. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi tuất trong tháng 11 năm 2021 âm lịch hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi suôn sẻ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại